quá vậy. Nè, bỏ chung nè. Bảo nè. Chừng ra ha. Để lên đi. Để lên, tay lên. Mạnh lên. Nữa, mạnh lên, mạnh lên. Nữa. Quậy cho nó cái chảo rồi quậy. Rồi cái đổ vô cái đổ rồi cái gì? Trời ơi nó ăn rồi hết rồi. Đây là cái mình sợ, mình sợ. Cái này đắp vào mặt được nè, đắp vào. Giống như mặt nạ. Chị gì cho. Ôi đẹp quá kìa. Ủa mà mình đi trễ quá vậy chợ nổi còn không? Dạ dạ dạ. Sau này nó sẽ làm.
khu du lịch sinh thái. Ở đây là chuyên môn mật ong, để vô thăm mật ong thư đàn các bạn. Hôm nay là Bảo Trung có mặt tại ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, để mà thăm một cái làng nghề. Thì đầu tiên là Bảo Trung ghé vô cái trại mật ong của Tư Đàn. Không biết ở trong được có trại không, không biết nữa. Hay là bán mật ong không, không biết nữa. Vô thăm cái biết liền à. Xin chào tất cả mọi người. Cho anh tham quan chút được không? Ủa, mật ong mà có vụ bán này nữa sao? À, đồ lưu niệm hả? Cái này kinh doanh đầy đủ không thiếu. Cái này là kinh doanh phụ phải không? Ô, cái này là Y Chung ơi, cái này của mày nè Chung. Đó. Cái này nè, cái này đúng là truyền thống luôn nè. Truyền thống của đàn của nhạc. Mà giờ Y có đem thông lan theo không? Có. Không có thì mua nha. Đây đàng hoàng á. Để tấu với trình diễn rồi nữa đó nha. Anh Chung nào. Tự nhiên chỉ có bỏ là ngon, chỉ tự nhiên nó dòm tôi à. Tự nhiên thấy con nhiều cái mỏ nhọn nhọn là dòm tôi không à. Đây nè, tôi đây nè. Ôi dễ thương quá vậy. Nè, Bảo Trung nè. Bảo nè. Chừng ra ha. Đó, ý. Đây nè. Đó. Nè, anh cầm đi, anh cầm đi. Được không? Quay lại hả? Quay lại hả? Cái bên mày, bên nào cũng được mà. Đây là cái... Mình sợ, mình sợ. Uống vừa có bỏ. Ông nó đeo vậy nè. Cái trong này là cái mặt nam này hả em? À, mặt cái nồng đó. Rồi, đó. Ô, giờ mở bộ chung web để vô ra lời cũ nghe em ơi. Em để cho lời cũ như anh đi. Này nó chích vô cái mỏ cái là đã lắm nè. Như anh bị chích nè. Lấy 500 đắp vô đây đi. Mấy cái thùng đều có gì hết hả? Nó dễ dở dở coi hết mấy cái thùng đấy. Rồi tà lanh nè. Bay lại đúng đỏ rồi đó. À. Ủa người chưa 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 chưa. Con hồng chúa hả? Nó mượn gấp mấy lần cho ông này à. Không ơi. Gái như vậy là tao đâu mình mới lấy mặt được lòng. Thằng đưa đi bỏ thằng mày ơi. Thằng mày hả? Cắt giờ đi, cắt giờ đi, cắt giờ đi. Ồ, ở đây không phải là mật ong không kìa quý vị. Mà có lò kẹo, lò cốm rồi trong này, làm kẹo, còn cốm này. Là làm mấy cái món này được không? Dạ. Dạ, 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 dạ. À, đạo diễn ơi, lát đạo diễn mua cho em bình này cái đạo diễn. Để em đem theo muốn trà đó đạo diễn. À, nha. Ở đây là kẹo dừa. Đây là sản xuất. Bây giờ mình lợi cho sản xuất ha. Ok. Là kẹo là cái đây đó hả? Dạ. Là kẹo dừa phải không? Dạ. Ngắt làm gì? Ngắt cho thử. À, ăn thử hả? Dạ. Ăn chay ăn được. Cái này cũng là kẹo đó hả? Dạ hả? Trộn lại với cái này là mình cho mình ta mình ăn thử nè. Mà ăn chay ăn được nha, cái này ăn chay ăn được nha. Để tháng 7 mà. Dạ, anh chị ăn chay. Dạ. Ủa, anh chị ăn chay rồi. Ăn chay hiểu hả? Ồ, cái này là làm kẹo đây hả? Bây giờ mình bỏ nhiên liệu vô đây. Mình làm kẹo rồi mình anh họa anh ta biết là làm mỗi người là một nghề không hỏi sâu hơn, nhưng mà khi bỏ vô đây là làm bao lâu nó mới ra kẹo? À, mình phải 45 phút. 45 phút lận. Dạ. Cái này là sáng giờ được bao nhiêu phút rồi chị? Nãy giờ 30 phút rồi. À, khoảng 15 phút nữa thôi là thành kẹo. À, rồi còn cốm mới làm ăn gì? Cốm là bên kia là cốm. Đâu còn cốm mình thử cốm coi. Cái anh em nào thử kẹo thử đi. Nè. Mỏ nhọn mẹ, cho mẹ ăn luôn 5-6 cục cũng được đó. À, kẹo dừa. Chị quê đây luôn hả chị? Em ơi, cái kẹo này mình làm bằng dừa khô hay dừa tươi? Dạ, dừa khô. À, tất cả dừa khô hết. Rồi. Mình nấu lên ăn không á. Thành phần tổng hợp, nhưng mà lấy cái nước hay là lấy cái làm kẹo này? Cái dừa mình bào á. Bào ra? Dạ. Xay ra là mình ép. Xay ra ép nước cốt. À, anh hiểu rồi. Lấy nước cốt dừa. Rồi, có lấy cái nước không? Cái nước đó mình để thắng nước màu. Ồ. Ừ. Ở đây có bán nước màu không? Ồ trời ơi, rồi ra mua nước màu gì? Dạ nước màu dừa. Rồi đó, cái này là kẹo cốm rồi đấy phải không? Rồi làm ở đâu? Ở đây. Rồi. Ủa sao đúng ra cà phê quá vậy? Dạ không, cát à. Cát? Ủa bỏ cát vô sao nổ cơm? Cái này là con đoạn đầu. Mình rang lúa ra, mình lấy cái độ nóng. Cát là chỉ cần cái độ nóng thôi. Sao mình lọc lại? Mình lọc lại mình qua đó mình sàn. Là bà cốm này mình làm bằng cái gì? Cái
Dạ, từ lúa nếp. À. Từ nếp. Từ nếp đổ vô đây. Dạ, đây nè. À, rồi mình xào cho nó nóng lên nó nổ ra. Còn mấy quả không ngào nữa. Ủa, còn cái này cái gì đây? Cái này cái gì? Gió gì? Gió nhãn. Nhãn gì vậy? Dạ, làm chất đốt anh. Ủa, chất đốt thôi. Ờ, đúng dạ, lên đấy. Chỉ chất đốt thôi. Rồi. Trái có lửa không á? Được không á? Cho em gửi này nhỏ này nè, đã ở lại nó làm đây chị. Con bò thấy con bò làm được á. Thằng này nó nhỏ hơn má em là nhiều nè. Trời ơi, hay tao phấy không? Ừ. Cái này quậy. Tao phấy tròn khoảng cái sụt cái thủng cái. Con thấy rồi hay. Thấy rồi. Nó chưa có độ nóng đủ, nó còn đóng đặc. Nóng lên nó mới tan cát. À, dạ. Vậy là chưa có đóng không? Dạ chưa. Chưa đủ độ. Chứ hồi xưa tôi học võ, tôi thọt tay tôi làm căng 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 nha. Tôi bảo, tôi bị bỏng này bên. Bị bỏng nằm bệnh viện mấy lần bỏ luôn à. Thôi. Học được 3 bữa phải không? Ừ. Thử đi. Lấy tay trộn thử cái anh. Anh ngang xuống cái... Không, lấy tay em trộn rồi chạy. Đúng rồi. Dạ. Trời ơi, vậy mà đòi vô đây làm. Đó, cả lại à. 20.000 một ngày, không mướn rồi nữa. Đúng rồi, hồi đổ. Hả, chị nãy chị nói cái gì trong này em quên rồi. Cát. Cát với cái gì? Dạ, cát với để chút dầu ăn vô. Để ăn thu vậy? Mình để ra là nó... Để chứ mình gan nó không có dính anh. À. Cái nổi nó cát. Mà nó đang thui vậy? Nó đang quá vậy? Mình gan nó bị cháy. À. Cái chảo này bằng nhôm bằng sắt rồi chị. Gan. Gan. Nhìn thấy là biết rồi. Rồi ông đừng có phấy nữa, ông phấy bụi quá khói quá. Chị bắt tiền đâu phải phấy chứ. Đây là cái loại chấu à? Dạ, chấm chấu. Chạy cái chảo người ta hết trơn kìa, hết tiền, trừ lương hết tiền. Thôi đủ rồi. Để cho nó giữ độ gì đó. Ông đội. Giữ cái nhiệt độ lại. Dạ. Cái xịt đó gì vậy chạy? Dầu. Không có giả gì mà giờ không biết lớn rồi mình đặt hỏi nữa. Nổ ra. Đó là phải quậy hoài phải không? Ồ, nó nổ rồi, chùm nổ nữa trời. Mẹ lên. Mạnh lên. Nữa. Quậy cho nó cái chảo quậy gì cái giữa không vậy? Mạnh lên. Nghe người khác rồi kìa. Cái giữa trong chảo. Ủa chị nữa. À, thôi đưa ta đi, đưa ta đi ông nội. Ông làm nó khét hết trơn, ta hết bán rồi. Thôi anh ta chuyên nghiệp chưa? À cái này là cốm. Nhưng mà mình chậm tay thì nó hơi bị đen, dạ, bị hóng trắng đó. Dạ. Đó. À. Hay quá chị ơi. Rồi cái này là cốm hả chị? Dạ, đó là mình sang lại nè. À sang lại. Đó. Nó có đi rửa không? Hả? À. Đâu? Sao? Ồ, nó sàn lại. Cái này giống như giả chài chứ, sắp bông bo vậy. Rồi, cái đổ vô cái đổ rồi cái gì? Trời ơi, nó ăn gần hết rồi. Chị ơi, chị muốn người cái này ngồi sàn xong là không còn một cốc luôn. Nó đang gần hết rồi kìa. Từ đó qua, đây là thành phẩm. Thành phẩm là vô cái bình này. Đã. Chưa chết trả chưa ngậu để ra bậy. À cái này có thành phẩm chưa? Đây là thành phẩm nè, cái này là thành phẩm rồi. Như vậy là chưa thành phẩm nè, đổ vô đây thôi chứ thành phẩm. Mà cái này là thành phẩm này nè, đó thử nha. Có ăn bánh rồi mày thử nữa. Hồi nhỏ đi học phải ăn cái này nhớ không? Có 2 tỷ em cấm ngọt với cấm mặn, cái màu vàng này là cấm mặn, còn cái trắng này là cấm ngọt. Cấm mặn là cấm chay phải không? Đúng rồi, mình đi chỉ để muối thôi chứ mình đâu. Sao gọi nó là mặn? Cái này là mặn phải đúng không? Dạ đúng rồi, mình để muối vô. Đâu cho miếng ngọt thôi. Kiểu nằm nhốt gì nữa? Nào. À, lại thêm một loại có lá dứa nữa. Lá dứa nữa. Có đậu phộng trong này nữa. Rất ngon. Anh mà về cái hãng này anh phối hợp làm ăn giàu lắm á. Gì? Dạ anh nạo dừa cho ta bán. Nạo dừa. Nạo gì ông nội?
khùng. Đi đem vô trong, đem vô trong. Phá của ta. Ở đây rất là nhiều căn nhà giống như vậy để làm nghề này. Mà dường như nơi nào cũng có giống nhau hết. À, chỉ làm cốm nè, làm kẹo nè, làm mật ong thôi. Cốm kẹo mật ong. À. Là cơm nước. Là cơm nước đi, ngon đó. Ngon sẵn. Ôi ngon chưa? Chúa nào? Đây gì? Chúa. Mọi vậy? Quá. Nó có hủ sẵn à? Là một hủ là bao nhiêu tiền đó? Ồ oh, dạ. Yeah. Đúng đặt sàn gốc luôn. Cái này mình có công dụng gì vậy? Có uống đẹp da. Tối thì chị không có nhìn cái da mình đẹp chấm lỗ quá. Mà mình uống với gì nó ngọt không? Mình ăn uống mà không nguyên chất vậy đó. Ăn nguyên chất vậy hả? À. Ăn à, chứ không ăn hết cái này sao? Có cái này nhiêu tiền mà hủ vậy? Đó 200.000 một hũ vậy. Đó đúng. À. Cái này là mật ong phấn hoa. Mật ong. Còn là cái gì? Phấn hoa. Phấn hoa là cái gì? À, trời ơi, mang về hai cục phấn mà bây giờ còn một đống vậy là tới 1.000 con ong chưa được bên này nữa. Cái đó tiệm bắt ghe có phụ tiểu đường, nhà để 200 ong. Cái này là bao nhiêu bịch? Cái đó 16. Rồi. Làm sao mình lấy được của nó chị? Có cái này chai này bao nhiêu? 16 luôn. Tầm sáu này 200 một hũ gì? Tưởng đâu người lần uống hũ gì 200.000 chứ lòi ruột á. Gia đình em nghèo á. Hả? Kỹ đó đi à, tôi gọi bây giờ hát cái gì nhọn nhọn, cái mỏ nhọn nhọn là nó chỉ tôi luôn. Mà không hả chị, mới thêm cái này hả? Thử nha. Ôi sao phải thêm miếng để đưa gì nó dịu xuống. Cái đây gắt. Này cho mình chờ nó coi. Rồi chăm luôn ha. Con trà nè, mặt ông nè, thấy ơi. Nè. Chăm cái coi. Quậy lên chứ không? Rồi, quậy nữa hả? Ngu nó kệ đó. Chứ quậy lên sao nó đều ra cho anh uống. Rồi, đúng rồi, phải có miếng tắc mới ngon. Cái dịu lại á. Chúng tôi nó ngọt gắt lắm. Dạ, chua ngọt ngọt bùi bùi hả? Gì bùi bùi má chua ngọt ngọt vô vô khung uống này có mùi vô bùi bùi nữa khung nữa. Uống nước làm như ăn vậy, cái mùi nó cái vị nó ngon mà khó tả lắm. Ừ. Vậy là nó mất vị luôn rồi. Mất vị coi nhận rồi ba, cái là vô vị là vô vị này vô viên. Là bánh tráng nem, bánh tráng để cuốn cá, cuốn đổ cuốn đồ ăn đó. À, có nghĩa là bánh tráng trắng. Dạ, đúng rồi. Để mình rồi mình phơi lên đúng không? Dạ, chị là cho coi thử đó. À, là phải có cái này. Tại vì cái này biết chi không? Đúng nữa. Hả? Cái này nè, cái miếng này biết chi không? Giống như là bánh tráng mà mình để lên thì văng mùng nó cho mũi đừng cắn. Ở trong đây là nước sôi hả chị? Dạ, nước sôi. Nước sôi lên thì tất nhiên giống như cái là người ta tráng bánh cuốn rồi đó. À rồi, giống như đổ bánh ướt rồi. Bánh ướt vậy đó. Dạ. Giống nhau. À làm một cái miếng về đúng thời lượng là một muỗng đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó. Dạ. Dạ. Rồi sao là nó vậy lên được cái bánh tráng nó bự quá vậy? Dạ nữa, ví dụ mình ăn thì mình sẽ cắt nó ra. À. Cái này là loại bánh tráng bự. Sao có nhiều người làm nhỏ, cái bánh tráng nó siêu bị lớn nha. Người ta làm nhỏ xong là người ta sẽ cắt gọn, có máy. Ô máy cắt gọn. À dạ dạ. Dạ. Bánh tráng thấy không biết có đặc sắc không? Thấy cái nắp này quá đặc sắc nè. Nghe thì sao nó vô cái phòng lá dừa nè. Cái nắp này là đặc sắc nhất nè. Người ta dạy vậy mà. Ai dạy? Ở chính như kìa. Em trên em á chị. Cái bánh tráng vậy nè, nó đập hai trứng gà nó tha lên. Không nói em nó thật. Dạ đúng rồi. Rồi bắt đầu rất là ngon, có trứng luôn. Rồi có thịt luôn. Thì nó mắc tiền hơn. Nó mắc tiền hơn chút xíu mà nó ngon lắm. À, như vậy là mình phải để lên mình phơi nữa phải không? Dạ đúng rồi. À, có gì là rồi đó. Đúng rồi, để nó cứ đi. Vậy ăn được chứ chị? Dạ, được rồi. Anh muốn trải nghiệm lên làm thì làm. Nấu quá. Dạ, thôi chị làm nó hư rồi. Không nữa. Đó. Thì làm đi kìa. Được không? Dạ được, thì muốn anh trải nghiệm làm. À để thử cái này coi, thử cái này coi. Mở chung làm kìa.
người ta chụm là cái nó khô rồi mấy phơi qua đây bây giờ là mình ăn được rồi phải không? Dạ được, ăn cái này phải chấm nước tương. Không không chấm thử thôi. Tại vì nó chỉ lạt thôi chứ biết mới lạt rồi biết. Đây là bột không? Bột phớt. Tao xong thấy hột gạo nữa chứ gì. Ngon 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 anh. Ngon ngon. Cái này đắp da mặt được nè, đắp da. Giống như mặt nạ. Mình đã vô đây mình trải nghiệm rồi. Yeah. Mà tính đi trải nghiệm hết cái làng nghề này. Nhưng mà hỏi khi hỏi kỹ lại đó thì đâu cũng giống nhau thôi. Ở đâu cũng giống như chị. À giống như nhau thôi bây giờ là mình một cơ sở là cũng biết thì được hết trơn ở đây là nghề rồi. Dạ. Yeah. Giờ Bảo Trung, Cảnh Đa Đô cùng anh em trong đoàn phim xin kính chào tạm biệt tất cả mọi người nhé. Dạ, gặp lại.